cũng là nói, speak cũng là nói, say cũng là nói, khác nhau gì? Ok, xem clip nha các bạn. Ok, so what's up? I have something to say. Right, go ahead. I love you. Thiên à, me too. Chân thật mà. I love myself as well. Như thường lệ, tiếng Trung mình học trước ha. Hôm nay học Thiên à, Thiên à, có nghĩa là trời ơi. Thiên à, tôi khổ quá mà, trời khổ quá mà. Thiên à. Ok các bạn. Talk, speak, say giống nhau ở cái chỗ là gì? Là cùng cái miệng nói ra. Say to you, I say to you. Tôi nói với bạn là một chiều, tôi nói với bạn đặc trưng của nó. I talk to you, nói hai chiều, tôi nói với bạn, bạn nói với tôi. Các bạn ha, I speak English. You speak là thường nó sẽ dành riêng cho cái phần mà nói ngôn ngữ. I speak English, I speak Chinese. Các bạn follow và thả tim để có thể xem clip kế tiếp. Cảm ơn các bạn.